Kì con. Má, sao giờ này con mới tới vậy? Con bị kẹt xe, ba sao rồi má? Ba đang cấp cứu ở trong đó. Má lộ quá con à. Má bình tĩnh đi, ba không sao đâu. Không lo sao được con, gần cái tiếng đồng hồ rồi mà chưa ai báo tin gì hết á. Ba phước lớn mạng lớn mà, rồi ba sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Má chỉ mong là vậy thôi con à. Ngồi xuống đây đi má. Sao rồi cô? Chúng tôi đang phẫu thuật cho ông ấy. Tình hình thế nào rồi cô? Chồng tôi có sao không cô? Bà cứ bình tĩnh đi, ở đây là bệnh viện. Cần gì? Cần gì làm ơn cứu lấy chồng tôi đi. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Bà hãy yên tâm. Cô ơi, cô hãy khuyên bà ấy giữ bình tĩnh, ở đây là bệnh viện. Dạ tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Cô à, cô. Má, má, má đừng có như vậy mà. Bà con, mình lại đây ngồi đi má. Má vô dụng quá, má không biết phải làm gì nữa. Mọi chuyện đã có bác sĩ lo rồi, mình cho ở ngoài này để chờ đợi. Má làm như vậy họ khó làm việc lắm. Đành là vậy, nhưng mà giờ má không biết phải làm gì nữa. Nhã Trân, bác sao rồi em? Dạ con chào bác. Con nghe tin bác trai bị tai nạn nên tức tốc tới đây liền. Bác Lâm bây giờ sao rồi bác? Cậu Duy, sao cậu để nhà tôi đi đường xa một mình như vậy? Dạ thú thật thì con cũng không biết bác Lâm đi công tác. Mà sao bác Lâm lại xảy ra chuyện tai nạn như vậy? Gì vậy? Có chuyện không may xảy ra rồi anh ơi. Có chuyện gì vậy em? Em vừa nhận được tin là em chạy qua báo anh liền luôn á. Nhưng mà chuyện gì em cứ từ từ thôi, em nói anh nghe đi. Bà của chị Nhã Trân vừa bị tai nạn giao thông nằm bệnh viện rồi. Cái gì? Em nói thiệt hả? Dạ. Vậy em đứng đây chờ chút nha, anh vô thay đồ rồi mình đi bệnh viện luôn. Dạ. Nhanh nhanh. Thank you.
Chị Trân kìa anh. Trân. Chị. Anh Trung. Sao anh biết ở đây? Em báo cho anh Trung biết đó chị. Bác sao rồi em? Nói ở đây không tiện, mình xuống sân đi. Ra đây là chị sợ má của chị nghe được sẽ buồn thêm. Xin lỗi mọi người, tôi để mọi người đợi. Chúng ta bắt đầu cuộc họp. Khoan đã. Chuyện gì vậy thưa chú? Tôi đề nghị hủy bỏ cuộc họp này. Tại sao lại hủy bỏ cuộc họp ạ? Tôi không đồng ý. Chú có thể nói rõ hơn không? Hiện nay ở đây chúng ta đều biết tổng giám đốc đang nằm viện. Không có ông ấy, làm sao cuộc họp có thể diễn ra được? Với lại không ai bổ nhiệm cô vào vị trí tạm thời thay thế được. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Minh. Tôi cũng vậy. Ở thời điểm này, tôi chỉ thay mặt ba tôi đến đây để tham dự cuộc họp. Ngoài ra, tôi không nghĩ mình thay thế vị trí của tổng giám đốc. Thôi, nói như đó được rồi. Tôi về đây. Tôi không muốn mất thời gian cho cuộc họp vô bổ này. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Ủa, vậy là sao? Tôi cũng không biết nữa. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Thôi, mình đi về đi. Được rồi. Chị có hẹn với giám đốc Trần bên ngân hàng Hoàng gia. Vậy hả? Dạ. Còn cuộc hẹn nào khác không? Dạ, ngoài ra lúc 7:30 chị có cuộc gặp trao đổi với phía Mã Lai ạ. Họ sẽ ở lại đây bao lâu? Dạ 3 ngày ạ. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi ạ. Được rồi, em ra ngoài đi, chị muốn yên tĩnh. Dạ. Không được anh ơi, giám đốc cần yên tĩnh ạ. Dạ, cứ để anh thông cảm ạ. Không sao đâu mà, cứ để anh... cho anh vào đi. Dạ. Anh tìm em có chuyện gì hả? Anh chỉ muốn... Sao giờ? Ít khi em thấy anh như vậy lắm. Có chuyện gì anh nói đi. Em không sao chứ? Tất nhiên là không sao. Anh làm gì nhìn em dữ vậy? Chỉ là anh... Em hiểu anh đang muốn nói gì. Anh yên tâm đi. Em không quan tâm đến những gì ông ta nói đâu. Vậy thì tốt.
Bây giờ anh có thể giúp em một việc được không? Chuyện gì em nói đi, anh sẽ làm hết khả năng của mình. Yên tâm, chuyện này nằm trong khả năng của anh mà. Anh đợi em chút xíu. Dạ em nghe. Quỳ hết toàn bộ cuộc hẹn cho tôi trong chiều nay. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Mình đi anh. Mời em. Bây giờ mình đi kiếm gì ăn em ha. Nên như vậy là đủ rồi. Anh đem về bệnh viện. Vào bệnh viện? Ừ, em muốn về thăm ba. Ừ, vậy mình đi bệnh viện nha. Má. Con chào bác. Chào con. Ba sao rồi má? Ba chưa tỉnh lại con à. Bác sĩ nói sao hả má? Cũng vậy thôi, chưa có gì khác. Má, có sao vậy má? Má thấy hơi mệt. Bác ngồi xuống đây đi. Sáng giờ má đã ăn gì chưa? Sao má không ăn gì hết? Không ăn thì làm sao có sức khỏe mà lo cho ba? Má biết chứ. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy ba con nằm trong đó, má không muốn đi đâu hết. Má chỉ muốn ở bên cạnh ba con thôi. Con hiểu. Để con xuống mua đồ ăn cho má nha. Được rồi, má không thấy đói. Má phải ăn một cái gì đó. Má phải ăn thì mới có sức mà lo cho ba. Con thấy má ngày càng xanh xao, con thấy lo. Má vào trong với ba con đi. Má, má đừng có nghĩ nhiều, sẽ làm má mau mất sức đó má. Ừ, má biết rồi. Để con đưa má vô. Alo, luật sư Tuấn Trung nghe đây. Tốt quá, cảm ơn anh. Không có gì, chúng tôi rất vui khi hỗ trợ các anh trong công việc. Dạ, chào anh. Chào. Dạ mời hai chị. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh. Wow, đoạn ngon quá, nhìn thôi là thấy hấp dẫn rồi nè. Ăn thôi Trúc, nhanh đi.
Em nghe anh ơi. Em đang ở đâu vậy? Dạ em đang ăn cơm với Vi. Anh có chuyện rất là quan trọng muốn gặp em. Anh có thể gặp em liền được không? Dạ được, em sẽ qua liền. Ok, bye em. Ê, Trúc. Trúc. Gì vậy Vi? Trời ơi, câu này để Vi hỏi Trúc thì có. Làm gì bần thần nhìn xa xăm vậy? Anh Tuấn Trung cần gặp Trúc gấp. Trời ơi, sướng quá còn gì nữa. Ước gì Vi cũng có ai đó cần gặp ha. Vi ăn giùm Trúc nha. Ủa sao vậy, đồ ăn ngon quá trời luôn à. Ngon thì ăn giùm Trúc luôn nha. Trúc phải đi liền bây giờ nha. Chết rồi, tình yêu mạnh hơn ăn uống nữa. Em chào anh. Chào em ngồi đi. Cũng lỡ bữa trưa của em rồi, hay là em ăn cái gì luôn đi nha. Dạ, nhưng cái chính là em muốn biết. Từ từ, vừa ăn vừa biết sẽ ngon hơn. Anh ơi. Dạ. Em thích ăn cái gì cứ kêu đi. Cho em mì xào hải sản với lại một ly cam giác. Dạ. Cho tôi cái bún xào Singapore nha. Dạ, anh chị vô đồng đợi. Cảm ơn. Anh nói đi, em nôn nao lắm rồi đó. Đúng là ở đời có rất nhiều chuyện kỳ diệu ha. Anh mà cũng tâm linh nữa hả? Thú thật là khi biết điều đó anh rất là bàng hoàng. Sao lại có thể xảy ra một chuyện kỳ diệu như vậy? Nhưng mà là điều gì mới được? Nãy giờ anh cứ vòng vo với em hoài à. Anh Biển, đó chính là Hoàng Nam, anh ruột của em. Anh lại giỡn với em đúng không? Không, anh nói nghiêm chỉnh đó. Đây, em đọc cái này đi. Đúng là anh hai của em rồi anh ơi. Đúng là anh hai của em rồi. Em phải đi gặp anh hai của em mới được. Nè nè nè, em cứ bình tĩnh đi, không nên nóng nảy như vậy. Vấn đề không có đơn giản như em nghĩ đâu. Nhưng mà em mừng quá à. Vậy là anh hai của em còn sống. Em phải báo cho má em biết mới được. Rồi mọi chuyện sẽ diễn ra như em muốn. Nhưng em cần phải có một kế hoạch. Kế hoạch gì anh? Em ăn trước đi, rồi nói, có thực mới giật được đạo. Dạ mời anh chị. Cảm ơn. Em ăn đi. Em à, rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó mà. Em ăn đi. Em vui quá anh ạ. Thôi, ăn đi. Dạ.
Ngư dân chọn thời điểm giữa con nước rong và nước kém trong tháng, gọi là nước ươm để hạ cột. Anh ăn đi, mực này bay mới mang lên, ngon lắm đó. Và 23 đến 27 âm lịch. Ủa, chú Tư lên đây rồi nhà dưới ai coi? Chút nhờ bà Bảy qua coi giùm. Nghe con Linh nó nhắn về, nói thằng Bo nay mai mổ. Chút mừng quá mà cũng thấy lo lo, nên chút lên cho cháu nó ngó thấy mà nó yên tâm. Và cây nọc làm bằng cây kè sẽ nương theo dấu đó, và nhờ vào sức nặng nó sẽ từ từ lún xuống, cắm sâu vào lớp bùn dưới đáy biển. Người ta nói phải có thế thần mới ba cầm. Mấy bữa nay anh Biển sao quá ba, ngồi đâu cũng ngó mông lung mà con mắt thì buồn lắm. Con sợ ba, hay là ba ở đây coi thằng Bo, con đem ảnh về dưới cho yên tâm. Chứ ở đây cảnh cũ người xưa, con sợ làm cho ảnh. Thôi con à, cái gì cũng do cơ duyên mà ra, con muốn mấy cũng không được đâu. Cố lắm á, đến khi thất vọng càng đau khổ hơn đó con. Ủa cái gì ngộ quá chú Tư, ở ngoài biển mà có cái chòi rồi có người ta ở nữa kìa. Cái đó là đáy hàng khơi đó con. Đáy hàng khơi là sao chú Tư? Thì là người ta làm ngoài biển khơi để bắt tôm cá đó anh. Người ta leo leo trên dây kìa, nhìn giống xiếc quá ha. Má có mệt không? Để con đưa má về nhà nghỉ nha. Được rồi, má muốn ở bên cạnh ba con. Không sao đâu, con sẽ ở lại đây, má cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Nghỉ sao được, công ty còn rất nhiều việc đang cần tới con. Con mới là người cần nghỉ ngơi đó. Con tự lo được mà. Con má ở đây chăm ba con được rồi, con về nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho khỏe đi con. Nhưng mà con không yên tâm. Gì mà không yên tâm chứ. Con đừng có lo quá, con về nhà nghỉ ngơi đi. Việc ở đây cứ để cho má, có gì má sẽ báo cho con biết, nghe con. Dạ. Má vô trong đây, nhớ lời má nói đó. Dạ. Alo. Alo, anh đây. Em đang ở đâu vậy? Em đang đi về nhà. Ok, anh sẽ dành cho em một chiếc giường thú vị. Em chờ anh nha. Dạ, chào anh Trung, chào chị Trúc. Chào Linh. Chào Linh. Hôm nay anh với chị ở lại ăn cơm em làm nha. Ba em mới đem nhiều hải sản vô lắm á. À, vậy thì được đó. Anh và Trúc cũng đang thèm hải sản đây. Đó, em nghe chưa? Anh Trung mà nghe ăn uống là mắt anh Trung sáng rực lên rồi kìa. Dạ, vậy mời anh chị vô nhà. Vô em. Đi. Bác Tư đâu rồi em? Dạ, ba em vô bệnh viện thăm thằng Bo rồi anh. Mai anh nghe nói là bác sĩ Ngọc có lịch mổ cho bé Bo. Em lo quá. Không sao đâu, ca này cũng nhẹ thôi. Thiệt tình cũng nhờ có anh chị giúp đỡ. Anh Biển đâu rồi em? À, anh ở trong phòng á, em kêu ảnh ra đây nha.
Có cần chị giúp một tay không? Dạ không, em quen rồi, anh chị cứ ngồi chơi. Ủa, Tân Trung mới tới hả? Chào anh. Chào anh. Ủa, anh Biển đã đọc sách hả? Đọc viết thời gian thôi. À, có muốn đi dạo một chút không? Cũng được. Anh đưa anh Biển đi dạo một chút nghe. Anh chị nhớ về sớm nha. Ừ, mình đi em. Biển. Biển. Ba thấy chưa? Anh mất tiêu rồi kìa. Hồi nãy con đâu có định cho anh đi đâu. Mà nể tình hai anh chị, bây giờ thiệt không biết ở đâu luôn á. Từ từ đã, con làm gì mà dữ vậy? Nếu họ là người xấu á, họ bắt thằng Bo. Anh Biển ơi. Biển ơi. Anh Biển. Biển. Ba thấy chưa? Anh mất tiêu rồi kìa. Hồi nãy con đâu có định cho anh đi đâu. Mà nể tình hai anh chị, bây giờ thiệt không biết ở đâu luôn á. Từ từ đã, con làm gì mà dữ vậy? Nếu họ là người xấu á, họ bắt thằng Bo đi luôn rồi. Họ chạy chọt mổ tim cho thằng Bo làm gì? Không biết bây giờ anh đang ở đâu, đâu nữa. Mình đi qua đó anh coi Biển sao. Anh Biển ơi. Anh Biển. Biển ơi. À, thôi mình về ha. Anh Biển. Anh ở đây mà nãy giờ em kiếm anh quá trời. Cô chào bác Tư. À, tôi còn mới nghe nói là bác Tư mới lên hả? Ờ, lên thăm thằng Bo. Chứ tôi đó giờ có rảnh đâu mà đi ra khỏi xóm chài. Dạ. Anh ra ngoài có mệt không? Ngoài này đông người, gió máy ồn ào quá trời à. Đâu có, ở ngoài này gió mát với lại vui lắm. Vậy hả? Vậy chiều chiều em đẩy anh ra đây chơi nha. Thôi, mình về ăn cơm đi, dọn lên hết rồi. Dạ. Con lo cho anh Biển quá con quên. Dạ mời hai anh chị. Đi con. Dạ. Anh. Ừ. Em gọi anh à? Không. Alo, gì đó? Đại ca hả? Tụi nó gặp nhau nói gì đó. Nói gì là nói gì? Dạ em không rõ nữa. Em không dám tới gần tại sợ bị lộ. Chết mẹ mày đi. Đúng không? Anh Duy, sao trời lạ quá vậy? Anh đang bực mình hả? Nói em nghe đi. Em chỉ buồn với anh. Nói nghe đi mà. Em bảo đảm anh sẽ thoải mái. Phải không? Tất nhiên rồi. Không lẽ em lại xạo anh? Em không biết. Mấy đứa nhiều chuyện, thích xa nhiều chuyện. Sẽ biết. Anh nói vậy là sao? Cút đi chỗ khác. Cái thằng luật sư Tuấn Trung này. Alo, sao? Anh ta tới bệnh viện. Tiếp tục bám theo. Dạ. Thằng
Thái Duy, mày tưởng mày ông nội tao hả? Mày đã hại cha con ông Lâm để giành ngôi. Bây giờ thì tới phiên mày. Trúc hả? May mắn cho anh khi được Trúc gọi. Em đang làm gì vậy? Trúc đang học bài thôi. Trúc muốn gặp anh được không? Được chứ. Anh cũng mong được gặp Trúc, nhưng mà không biết làm sao để ngỏ lời. Giờ anh tới nhà Trúc hả? Không không. Anh tới nhà Trúc làm gì? Hẹn anh ở quán cà phê hôm bữa anh hẹn em nha. Ok, anh tới liền. Tình hình của bác trai có tiến triển, con cũng mừng. Ba mẹ con cũng lo lắng lắm. Không lo sao được con. Từ hôm bị tai nạn tới giờ cứ hôn mê suốt, có tỉnh lại được đâu. Má cũng nên về nhà nghỉ ngơi cho dì Tư vô thay, chứ má cứ trượt suốt như vậy chịu sao nổi. Con thấy má hốc hác xanh xao lắm rồi đó. Không sao, má biết á là về nhà nghỉ một bữa rồi lại vô. Nhưng mà má cứ lo làm sao á. Thôi thì ở tại đây luôn, để lúc nào má cũng được nhìn thấy ba con. Má thiệt tình. Dạ, xin phép bác, con muốn gặp Nhã Trân một chút. Ừ, hai đứa cứ tự nhiên đi. Dạ. Con ra ngoài một chút nghe má. Đi đi con. Đi em. Có chuyện gì vậy anh? Bước đầu anh đã có những thông tin cần thiết về nguyên nhân tai nạn của bác Lâm. Nguyên nhân gì anh? Thắng xe bị hư. Hả? Như vậy là giống trường hợp xe của anh Hoàng Nam. Bên công an họ cũng kết luận xe anh Nam bị hư thắng. Tất nhiên chuyện đó không thôi chưa đủ, nên anh còn phải thu thập thêm nhiều bằng chứng để có thể thuyết phục tòa án sau này. Sao anh vất vả vì em quá vậy? Trong khi em lại... Anh làm chuyện này là vì anh mà, có phải vì em đâu. Là luật sư, tiếp cận với những nghi vấn phạm pháp, anh thấy mình phải có trách nhiệm làm rõ. Lý thì vậy, nhưng tình thì sao? Vì sự việc này có liên quan đến em, anh vẫn còn... Hôm nay sao Trúc có nhảy mời tôi uống cà phê vậy? Chắc là tối nay tôi sẽ không ngủ được. Ủa, anh Đạt không muốn cà phê được hả? Sao lúc nãy anh không gọi cái khác?
Giờ anh uống gì em kêu lại nha. Không phải. Ý tôi nói đây là, ý tôi nói là tôi không ngủ được là vì, là vì vì sao? Vì Trúc. Trúc có làm gì đâu mà anh không ngủ được. Tại Trúc vô tâm nên không biết thôi. Trúc vô tâm hả? Trúc không biết. Hay là Trúc giả bộ? Trúc không biết thiệt á. Anh nói cho Trúc nghe đi. Tôi gì? Tôi yêu Trúc. Không được đâu. Em với anh chỉ là bạn thôi, sao mà yêu được? Đúng rồi, tôi biết chúng ta chỉ là bạn. Nhưng mà Trúc biết không, lần đầu tiên gặp Trúc, trong lòng tôi cảm thấy xao xuyến vì Trúc. Và lúc nào cũng nghĩ về Trúc. Rồi dần dần, hình ảnh của Trúc cứ lẩn quẩn trong đầu của tôi. Và từ lúc nào không biết, tôi đã yêu Trúc. Nhưng mà Trúc không hề hay biết. Tâm trạng của anh, anh đã nói hết ra rồi. Anh chỉ xin Trúc một điều, cho anh một cơ hội nghe. Cơ hội gì? Cơ hội cho anh được yêu. Yêu ai là quyền của anh, Trúc đâu có cấm cản được đâu. Tại anh rối quá cho nên anh nói lộn. Dạ, vậy nếu anh nói lộn thì anh nói lại đi. Trúc có thể đáp lại tình cảm của tôi không? Không được đâu. Tại sao? Trúc đã có thề nguyền, ngày nào nếu mà Trúc chưa tìm được tung tích của anh hai Trúc thì Trúc sẽ không dám yêu đương. Anh hai của Trúc bị gì? Dạ, anh bị tai nạn xe hơi. Ở đâu? Vậy lúc nào? Dạ, trên đường đèo đi biển, cách đây chừng 10 tháng. Anh Trúc tên gì? Dạ, anh của Trúc tên là Hoàng Nam. Nhà Trúc chỉ có hai anh em thôi, Trúc và anh Hoàng Nam. Có phải anh Hoàng Nam chồng của cô Nhã Trân, con gái của ông Lâm, giám đốc công ty Đại Phát không? Dạ, đúng rồi đó. Anh cũng biết chị Nhã Trân hả? Tôi cũng biết sơ sơ. Vậy anh có biết tại sao anh của em bị tai nạn không? Anh có biết không? Báo có đăng mà, xe của anh ấy bị hư thắng. Nhưng mà tại sao xe lại hư thắng? Đâu phải tự nhiên nó hư thắng đâu, phải có người làm chứ. Ai vậy? Làm sao tôi biết được. Anh tìm giùm em kẻ đó được không? Anh quen biết nhiều mà. Được không anh? Tôi đâu phải công an đâu mà tìm. Vậy là em sẽ không bao giờ tìm được tung tích của anh hai em. Thôi em đi về đây. Cảm ơn anh đã bỏ thời gian ra để gặp em. Chào anh. Khoan đã. Tôi biết kẻ đã giết anh Hoàng Nam.
Anh thấy Trúc sao? Trúc là một cô gái dễ thương, thông minh và tốt bụng. Anh cũng hiểu Trúc quá ha. Hiểu quá còn gì. Được làm bạn với một cô gái như Trúc thì còn gì bằng. Vậy anh không nghĩ sẽ tiến xa hơn với Trúc hả? Tiến xa hơn? Ý em là sao? Em thấy hai người rất hợp với nhau á. Em nói vậy là anh hiểu rồi. Thật ra thì anh chỉ xem Trúc như một người bạn, một cô em gái mà thôi. Em đừng có hiểu qua chuyện khác nha. Em biết tình cảm anh đã dành cho em. Em biết vậy thì hay quá, sự việc sẽ dễ dàng hơn. Anh nghe em nói hết đã. Em không thể nào đến với anh được. Tại vì tình yêu em dành cho anh Hoàng Nam sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng mà trái tim em không thể nào yêu lần nữa. Em rất biết ơn những gì anh đã làm cho em, cho gia đình em. Hình ảnh anh ấy vẫn còn nguyên đây, không ai thay thế được. Anh hiểu. Anh hiểu mà. Sao anh không cho mình và Trúc cơ hội để tiến xa hơn? Trúc hả? Ừ. Em không biết anh có nhận ra hay không, nhưng trực giác của một người phụ nữ, em biết Trúc yêu anh. Yêu anh? Trong từng ánh mắt, nụ cười, Trúc đều nghĩ đến anh. Chỉ có anh là anh hờ hững với điều đó thôi. Nhưng anh với Trúc... Hãy cho mình một cơ hội và cả người khác nữa. Cũng trễ rồi, em phải về đây. Anh đừng có nhìn em như vậy. Em biết là anh rất thất vọng về em. Anh xin lỗi đã khiến cho em lo lắng. Anh hứa sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Cảm ơn anh vì đã dành thời gian chia sẻ với em. Em có thể nắm tay anh được không? Em về nha. Chào em. Đi đâu đây? Chị Tư, hai đứa nào vậy?
Hai người này là bảo vệ của Nhã Trân đó cậu. Nhã Trân đã dậy chưa? Dậy rồi. Đi đâu ạ? Ăn nói cho cẩn thận, biết trên biết dưới nha. Hai anh có biết là bảo vệ không vậy? Không biết thì không ở đây rồi. Đi đâu? Biết điều muốn vô nhà người ta phải hỏi chủ nhà tiếng chứ. Dì Tư, dì vô kêu Nhã Trân ra đây cho tôi gặp. Ủa, cô đang tắm sao mà tôi kêu được? Vậy dì nói cho hai thằng này biết tôi là ai đi. Cậu ơi, làm sao mà tôi nói được? Hai người này phải có cô Nhã Trân nói được thôi, phải không? Ừ. Được rồi, tao đi vô coi hai đứa mày dám làm gì tao. Anh tướng tá bảnh bao, đi xe xịn, mặc đồ hiệu, mà sao mất lịch sự quá vậy? Hai đứa mày dám cản tao hả? Tránh ra! Anh nhắm quýnh lại hàng tôi không? Cứ diệt vọng vô mặt tôi một cái thử coi. Ê mày, sao tao thấy ngứa tay ngứa chân quá mày? Thử kiếm cái mặt thằng nào khó ưa á, vọng vô một cái cho nó gãy mấy cái răng. Tao là bạn trai của Nhã Trân. Ủa, cô Nhã Trân cô có chồng là anh Hoàng Nam, mà sao còn có bạn trai nữa ở đây ta? Ê, có khi nào lộn không mày? Sao kỳ vậy ta? Ê, có chừng giả bộ vô ăn trộm đó. Lúc này bọn ăn trộm á thường hay giả dạng đi xe xịn, mặc đồ hiệu. Báo công an đăng hoài đó. Cũng có lý á. Ừ. Hai đứa mày dám hạ nhục tao, tao sẽ cho tụi mày biết tay. Đừng có trách tao đó. Nè, tao thách mày nha. Mày mà muốn chơi kiểu nào là tụi tao chơi kiểu đó. Mày muốn sao? Hai đứa tao chịu vậy. Hai đứa bay được lắm. Dạ. Dạ. Cô Trân, anh đi đâu sớm vậy? Sao em để tụi nó đấu tiếp anh như vậy? Họ không biết anh là ai thôi. Thôi bỏ đi, anh vô nhà đi. Hai thằng này bảo vệ em hả? Ừ, họ làm ở công ty. Hổn láo, em tìm bảo vệ như vậy đó hả? Nè, tao nể cô Nhã Trân. Nếu tao không nể cô Nhã Trân thì nãy giờ tao quýnh mày không còn cái răng ăn cháo đâu mày biết mày. Đó, em thấy chưa? Anh cũng chỉ vì nể em, anh mới chịu nhục như vậy. Hai đứa này hả? Anh chỉ cần búng tay một cái là tụi đàn em tới làm thịt tụi nó liền. Mày búng đi, mày búng thử coi. Mày búng ngón nào tao chặt ngón đó, thử coi mày có bao nhiêu ngón. Búng đi. Anh. Dạ, cô Nhã Trân. Đây là khách quen của tôi. Thôi, nói gì nữa, anh vô nhà đi. Anh ngồi đi. Sáng này đúng là xui mà. Anh tức làm gì? Họ cũng chỉ muốn bảo vệ em thôi mà. Uống nước đi con. Mời cậu. Cảm ơn dì Tư. Anh uống nước đi. Anh đồng ý, nhưng mà thái độ của tụi này không thể chấp nhận được. Y như đám lưu manh đầu đường xó chợ, vô hộp thức. Nhưng mà em cần bảo vệ làm gì? Mấy lần trước anh tới đâu có thấy ai đâu. Gần đây em bị những cú điện thoại nặc danh đe dọa. Đe dọa gì vậy? Tụi nói dọa sẽ ám hại em giống như ám hại chồng em và ba em vậy. Có đúng vậy không? Là đứa nào? Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông nhưng không xưng tên là gì. Đứa nào dám làm mẫu? Xong xuôi hết rồi mà. Anh đang nói gì vậy? Không. Anh chợt nhớ tới một ông khách đóng tiền mua chiếc xe hôm qua mà quên giấy tờ. Anh mà cũng nghĩ đến chuyện kinh doanh nữa hả? Anh là giám đốc của một salon ô tô mà, em quên rồi sao? Sao em lại không biết người ngồi trước mặt em là một đại gia của ngành ô tô chứ? Vậy mà ở gần anh thì em mới biết rằng là đầu óc anh
đâu có những chiếc ô tô mà có những bóng hồng choáng hết chỗ rồi. Nào là Diễm My, Bích Thủy, Hồng Đào, Kim Ngọc. Cái đám gái nhảy đó em kể làm cái gì? Anh đâu có để chúng trong đầu đâu. Vậy anh để trong tim phải không? Cũng không. Tại sao? Vì ở chỗ đó chỉ có hình bóng của một người đã chiếm hết chỗ. Ai mà ghê gớm vậy? Chính là em. Sao em lại cười? Em không nghĩ là mình lại quan trọng đến như vậy. Vậy mà em cứ tưởng những người đẹp khác mới là giấc mơ của anh chứ. Không, họ không đáng một đồng xu. Chỉ có mình em thôi. Em đã có chồng rồi. Điều đó thì cả thế giới này đều biết, nhưng anh bất chấp. Anh làm em bối rối quá. Lời tỏ tình sớm mai. Có những việc em không biết được đâu. Vì em, anh phải đối đầu với những thử thách gay go, thậm chí ảnh hưởng đến sinh mạng của mình và sự nghiệp của mình. Anh nói vậy em không hiểu. Thử thách đó là gì? Bỏ đi. Chỉ cần em biết được là anh hy sinh cho em để có được tình yêu của em là đủ. Nhưng một khi em chưa biết được điều em cần biết thì em không thể mở rộng tấm lòng mình để đón tình yêu mới, dù đó là với anh. Có kẻ đã mưu giết hại em. Ai? Nhưng anh đã ngăn chặn kịp lúc. Em muốn biết là ai? Bọn xã hội đen. Em có gây thù chuốc oán với ai không? Đối tác làm ăn chẳng hạn. Không. Nhưng có một người, anh ta là giám đốc của một công ty, là đối thủ của công ty em. Ai vậy? Em cho anh biết anh ta là ai đi. Anh sẽ giải quyết êm thấm. Anh ăn nói cứ y như là bọn xã hội đen thứ thiệt vậy. Em nói không sai phải không? Có thể là lối sống của anh có phần nào khiến em nghĩ tới điều đó. Như em thấy trong phim. Vậy mà em thấy ngoài đời, chồng em, ba em đã phải gánh chịu những tai nạn thảm khốc mà chỉ có bọn xã hội đen mới dám làm như vậy. Trước tiên, anh không thể làm được gì để giúp em vượt qua khoảng thời gian này. Ngoài việc anh hứa sẽ đem lại cho em hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Vô đi. Nhanh lên. Ê, khoan.
Dạ Trân, chúng ta vẫn còn là bạn chứ? Tất nhiên rồi, em đi làm nha. Không thể được. Mình phải nói cho chị Nhã Trân biết là anh hai của mình còn sống. Không thể để cho chị ấy gieo cho anh Tuấn Trung một niềm hy vọng nào hết. Em chào chị. Em ngồi đi. Em khỏe không? Má sao rồi? Em và má vẫn bình thường. Cũng lâu rồi chị không có dịp về thăm má. Chị sợ gặp lại cảnh cũ sẽ không kềm lòng được. Chị nói vậy chứ không phải vậy đâu. Thôi được rồi, mấy khi chị em mình có dịp nói chuyện với nhau. Em uống gì chị gọi? Em muốn bên phòng em rồi. Em có một chuyện rất quan trọng. Rất quan trọng em muốn nói với chị. Có chuyện gì mà ghê gớm vậy? Rất quan trọng. Chị còn nghĩ đến anh Hoàng Nam không? Sao em lại hỏi chị câu đó? Lúc nào mà chị không nghĩ đến ảnh? Chị hiểu rồi. Chắc em nhìn thấy chị tiếp xúc thân mật với một số người đàn ông. Mà chị từng nói với em rồi, đó chỉ là xã giao thôi. Nhưng không ngờ cô em chồng của tôi lại xét nét tôi như vậy. Chị thông cảm cho em đi. Không phải em xét nét gì đâu. Tại vì mỗi khi nhớ lại hồi đó anh chị yêu thương nhau hết lòng, cho nên em cảm thấy khó chấp nhận được những gì đang diễn ra chị à. Trúc, chị đã nói với em rất rõ ràng rồi. Sao em lại còn nghi ngờ chị? Em xin lỗi chị, nhưng mà em không thể tin tưởng được khi sự thật không phải như chị nói. Em muốn xin chị cho em thôi việc ở công ty. Em không thể làm ở đây được nữa. Trước hết, chị cương quyết không cho em ra khỏi công ty. Tại sao? Chị có quyền gì? Vì chị vẫn còn là chị dâu của em. Anh Hoàng Nam vẫn còn là chồng của chị, mặc cho anh không còn. Chị ngụy biện hay là chị đạo đức giả? Không, lòng chị vẫn chỉ có một mình anh Hoàng Nam. Em không biết. Không ai biết. Vì chị vẫn không tin rằng anh Hoàng Nam đã chết. Cơ quan điều tra đã đưa ra các giả thuyết về sự mất tích của anh ấy. Vì người ta không tìm thấy thi hài của anh ấy tại hiện trường xảy ra tai nạn, cho nên chị vẫn tin rằng anh ấy còn sống. Cách đây mấy hôm, tình cờ trên đường phố, ngồi trong xe, chị chợt thấy một cô gái đẩy chiếc xe lăn. Người ngồi trên xe giống hệt anh Hoàng Nam. Vài ngày sau, chị đến lại chỗ đó hy vọng gặp lại cảnh cũ, nhưng không còn cơ hội nữa. Nhưng linh cảm cho chị biết anh Hoàng Nam vẫn đang ở đâu đây. Rất gần chị, anh ấy vẫn còn sống. Chị nhìn không sai đâu. Anh Hoàng Nam vẫn còn sống chị à? Em nói gì? Em nói gặp ảnh hả? Em gặp lúc nào, ở đâu, sao em không nói cho chị biết? Liệu em có nhầm lẫn với ai không? Chị xem cái này đi. Cái gì đây? Đây là văn bản giám định xác nhận hai mẫu tóc này là hai anh em ruột với nhau. Thật vậy sao? Nhưng làm sao em có tóc của anh Hoàng Nam? Chị đừng nghĩ là em lượm được mấy sợi tóc của anh trước khi anh gặp chị. Tóc này là em lén cắt từ trên đầu của anh cách đây không lâu. Nhưng mà có phải là em đang đùa với chị không? Người không còn thì tóc ở đâu được chứ?
Chị biết, em muốn an ủi chị. Chị cảm ơn. Em nói thật mà chị không tin hả? Chẳng lẽ em lại đi đùa giỡn trước nỗi đau của chị? Chị nghĩ anh Hoàng Nam mất em không đau hả? Nhưng mà bây giờ không phải như vậy. Anh Hoàng Nam không mất, anh Hoàng Nam còn sống chị à. Em muốn nói mấy sợi tóc mà em cho là của anh Hoàng Nam phải không? Còn hơn thế nữa, chị có muốn gặp ảnh không? Một con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Hoàng Nam, đúng rồi, chính là anh. Em đưa chị đi gặp ảnh liền đi Trúc. Trúc, em sẽ đưa chị đi gặp anh Hoàng Nam. Nhưng mà em không muốn chị xúc động như thế này đâu. Nếu mà chị xúc động như vậy sẽ gây khó khăn cho ảnh đó. Anh Hoàng Nam đã là một con người khác, có một cuộc sống khác rồi chị. Chị phải làm theo đúng như lời em nói nha chị. Bé Bo nó mổ chừng nào mới ra chú Tư? Chú cũng không biết nữa. Nghe con Linh nói mất cả buổi đó. Lâu vậy hả chú? Ừ. Thôi, con chơi với bạn đi. Bé Bo à, con muốn chơi với chú Biển. Con muốn chơi với chú Biển à. Bây giờ thì không được. Bo qua đó chơi với mấy bạn đi. Dạ. Bo Bo, bé Bo. Dạ. Ngoan nha, bây giờ con ra ngoài chơi với mấy bạn nha. Làm sao mà chạy đuôi với Bo được? Anh Biển sẽ chạy được mà. Phải có niềm tin chứ. Chú Biển, nhanh lên đi chú Biển. Nhanh lên chú Biển. Nhanh đi nữa. Nhưng đi chú Biển. Nhưng mà anh không thể được đâu. Nhanh. Em tin là anh sẽ làm được này, chú Biển. Nhanh. Đi. Chú Biển, nhanh lên. Thọng. Chú Biển. Con Út đánh lộn thua chú Biển rồi. Tới chưa em, sao lâu quá vậy? Chị nôn nóng quá, coi chừng lộ hết bây giờ đó. Anh Tuấn Trung mà biết sẽ la em đó. Sao lại la? Anh muốn giữ bí mật để điều tra cái gì đó. Đi. Chú Tư. Gì con? Cô Linh đi đâu từ nãy giờ vậy? Nó đi hỏi thăm mấy cô y tá gì đó. Có gì không cô Biển? Không có cô Linh, không có bé Bo. Con thấy buồn buồn sao? Ba, anh Biển. À. Hai người làm gì mà mặt bần thần quá vậy? Ba nhớ thằng Bo.
không biết bây giờ nó ở trỏng ra làm sao nữa. Ba yên tâm đi, nãy giờ con hỏi thăm mấy người có con mổ ở đây rồi, người ta nói bác sĩ ở đây giỏi lắm. Mổ đâu sống đó hả? Ừ. Sao em không nhờ họ mổ chân cho anh luôn đi? Ngồi xe lăn vậy đẩy hoài chán lắm. Em nói là không sao mà, đó là bổn phận của em. Em không có nói gì, sao anh nghĩ ngồi lung tung chi vậy? Để em đưa anh đi dạo một vòng cho thoải mái nha, chứ ngồi một chỗ chán là phải. Con đưa thằng Biển đi chơi đi, cho nó thanh thản. Vậy ba ngồi đây, con với anh Biển đi một lát rồi về nha ba. Anh đã nói em phải giữ kín, nhưng tại sao em lại dắt Nhã Trân đến đó? Tại vì em không muốn chị Nhã Trân bị Thái Duy hay bất cứ người đàn ông khác nào lôi kéo. Vậy phải biết rằng anh Hoàng Nam chồng chị vẫn còn sống chứ. Anh hỏi thiệt nha, trong số những người đàn ông đó có cả anh Lưu đúng không? Cũng đâu đó. Em xin lỗi. Trời ơi, nếu mà bọn Thái Duy nó biết được Hoàng Nam vẫn còn sống, chắc chắn chúng nó không để anh ấy yên đâu. Vì vậy anh đã yêu cầu em không được tiết lộ. Bây giờ làm sao ngăn chặn được tình cảm của Nhã Trân đây? Em biết tính cách của Nhã Trân rồi đó. Ông chủ đang đợi anh ở trỏng á. Chào chú. Ngồi đi. Dạ. Sao công việc tới lâu rồi? Dạ, em đã cho người theo dõi mọi đồng tình của tụi nó. Tốt lắm, chú mày làm rất tốt. Ông chủ quá khen, em chỉ làm việc được giao thôi. Còn trẻ mà lật như vậy có tương lai lắm. Cũng nhờ ông chủ cất nhắc nên em mới có được ngày hôm nay. Vì lẽ đó em sẽ làm việc hết mình vì ông chủ. Biết ăn nói lắm, không như thằng Thái Duy ngạo mạn, coi trời bằng dung. Dạ, Thái Duy lúc này làm vô Nhã Trân lắm rồi. Nếu trong chúng ta có kẻ phản bội thì phải làm như thế nào? Khử ngay. Tốt lắm, tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ có cái chết mới đảm bảo sự im lặng tuyệt đối. Ông Lâm thế nào rồi? Hình như ông ta chưa chết. Chưa chết, cũng như chết rồi. Sống như cây cỏ, sống mà không biết gì thì đâu có thể gọi là sống được ông chủ. Xin lỗi ông chủ, em hơi quá lời. Không sao, lỗi hay lắm. Bây giờ tôi muốn anh khử cho tôi một người. Ai vậy ông chủ?
chị Nhã Trân. Chị vô đây. Dẫn chị tới đây làm gì đâu? Thấy ảnh chị cứ chạy tới vậy sao? Em và Tấn Trung không cho chị gặp ảnh, chị biết phải làm gì bây giờ? Trước sau gì chị cũng được gặp ảnh mà. Bộ chị nghĩ em không nôn nóng với chị hả? Cô Linh đó là gì vậy em? Dạ, cô Linh là con của ông Tư, cô của bé Bo. Linh đã chăm sóc cho anh Hoàng Nam từ lúc anh bị tai nạn tới giờ đó. Cô cũng tốt quá ha. Mình về nha. Em về trước đi, chị có chút việc phải làm, chị sẽ về sau. Vậy rồi lỡ chị gặp cô Linh thì sao? Chị mà vô là hư bột hư đường hết. Chị biết mà, em yên tâm. Không biết làm gì bây giờ. Ê hả? Gì gái đẹp kìa, gái đẹp kìa. Trời ơi, trời đi với bồ mày ơi. Tìm đầu tiên sinh nhật vui vậy luôn á. Đẹp quá em ơi. Nhìn gì mày? Ừ, đẹp quá. Hết biết. Hết rồi mày. Ơi hết rồi. Ê, bên kia có kìa mày. Kìa kìa. Trời ơi, tươi mày. Đẹp quá. Chơi. Em đi đâu mà vội với em? Cho anh đi theo với. Đúng rồi, cho tụi anh đi với. Em đẹp vậy mà đi một mình uổng quá. Tối nay đi với anh nha. Trời, lạ quá. Đẹp mà lại bị câm hả? Ê hả? Bị câm kìa. Ủa sao bị câm vậy em? Ê, ê, đi đâu vậy? Hai không đánh ra tôi la lên đó. Em la đi, đâu có ai cứu em. Em la đi. Biết nhiều chỗ ngon lắm. Anh cho em la đó. La đi em. Em. Hai đứa kia biết. Nhìn gì mày? Muốn gì hả? Mẹ đó con này. Mày. Bỏ đi mày. Anh. Hai thằng bay muốn làm gì? Em chỉ giỡn thôi. Dạ. Dạ. Dạ em giỡn. Em giỡn chỉ chọc gái chơi thôi anh. Cũng may cho tụi mày là chưa đụng gì đến cô Nhã Trân. Dạ, hay chưa. Anh tha cho tụi em. Đi. Dạ. Đi. Dạ. Dạ. Biết mày. Mày nè. Có chuyện không hỏi. Xin lỗi, không nên hút thuốc trước mặt phụ nữ. Cô đi đâu vô công viên một mình vậy? Tôi đi một mình. Vậy là được rồi. Vậy tôi đưa cô về cho an toàn. Lúc này bọn cướp đường phố nó lộng hành dữ lắm. Mà xe của cô Nhã Trân đâu? Tôi đi taxi. Ồ, nếu vậy tôi xin mạn phép đưa cô Nhã Trân về nghe. Thôi khỏi, tôi có việc, tôi phải đi trước đây. Cảm ơn anh. Xin lỗi cô Nhã Trân. Nó chỉ để dành sử dụng cho những người chống đối lại tôi thôi. Tôi đưa cô Nhã Trân về nghe. Mời cô.
cô. Tôi nghe nói bác Lâm bị tai nạn, xin chia buồn cùng cô. Chia buồn? Tôi tưởng anh phải vui khi biết tin này chứ. Sao cô lại nói như vậy? Tôi thật sự rất ngưỡng mộ bác Lâm. Ngưỡng mộ? Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Anh đã phá hỏng thắng xe của ba tôi đúng không? Sao cô lại nghĩ xấu về tôi như vậy? Chuyện này đáng lẽ cô phải hỏi anh Thái Duy mới đúng. Bởi vì anh Thái Duy là chủ salon ô tô, anh Thái Duy chịu trách nhiệm bảo trì xe cho bác Lâm. Tôi thấy cô nên suy nghĩ lại. Nếu không, nghi quan, tội nghiệp tôi lắm cô à. Thầy trò các người giỏi đá banh cho nhau lắm. Nếu như tôi có chứng cứ trong tay, các người không hả hê được nữa đâu. Cô Nhã Trân à, lúc nãy cô nghi ngờ anh Thái Duy là đúng rồi, tự nhiên cô lại bắt tôi lãnh tội một cách vô cớ như vậy. Tôi thấy cô không công bằng đối với tôi. Alo. Alo, tôi nghe nè. Mày nói cái gì? Nhã Trân đi với thằng Đạt hả? Dạ, trong mắt thằng này. Được rồi, mày theo dõi nó cho tao. Dạ. Thôi nha. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Dễ gì có cơ hội gặp được cô Nhã Trân, tôi mãn phép mời cô đi dạo một vòng. Thầm ơn đi, tôi muốn về nhà. Lúc nãy tôi đã cứu cô ở công viên, tôi nghĩ là cô cũng sẽ nghĩ cách để đền ơn người đã cứu cô chứ. Cho nên tôi thật sự muốn mời cô đi dạo một vòng. Rất cảm ơn anh đã có nhà y, nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Anh cho tôi về nhà đi. Đã đi đến đây rồi, về thì uổng lắm. Với lại chúng ta cũng sắp tới nơi rồi. Đại ca, có điện thoại kìa đại ca. Tôi nghe nè. Chào chị Nhã Trân tới ngoài nhà của anh. Được rồi, tụi bay cứ đó đi, tao tới liền. Dạ. Cô Nhã Trân ra. Dạ. Ra đi. Mời cô. Đây là đâu? Đây là chỗ dành riêng để tiếp đón cô Nhã Trân cao quý. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Từ từ rồi cô sẽ biết. Trễ rồi, anh đưa tôi về đi. Mặt tôi giống đùa lắm sao? Với lại tôi nghĩ là
Trời vẫn còn sớm, từ từ về cũng chưa muộn. Mời cô. Mời người đẹp. Mời. Mời cô. Dạ. Dạ. Vô mày. Nhà Trân, cô thấy nơi này như thế nào? Sao lại hỏi tôi như vậy? Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Có đó cô Nhà Trân à. Bởi vì kể từ đêm nay, cô sẽ ở đây vĩnh viễn.